luôn. Đây mẹ đút cho ăn luôn. Mỗi buổi sáng là một ca nước đá chanh. Bây giờ cứ ngó thấy ai uống nước đá chanh là nổi da gà. Cắt pumpkin. Trời ơi, bên mắt mày đế vậy à. Là tí đo mà không? Tí đo được không? Ra monster. Được không thầy? No no, tí đo không được lỗ. Cái này em không có. Ừ, để bé làm. Thành đút cơm đi, mi vẽ cho rồi lát nữa thành đút cơm xong. À vậy đi.